Mạnh Quỳnh bật khóc khi Trinh Nhi Phương Trinh hóa thân thành Phi Nhung. Dù chỉ nhìn thấy chiếc bóng người bạn tri kỷ Phi Nhung qua một tấm rèm, nhưng Mạnh Quỳnh vẫn không thể nén được xúc động khi trình diễn trên sân khấu. Dù nữ ca sĩ Phi Nhung đã ra đi được một thời gian, nhưng những hình ảnh của cô trên sân khấu hay khoảnh khắc đời thường đều nhận được sự chú ý của khán giả. Mới đây, người hâm mộ của giọng ca Bậu ơi đừng khóc không khỏi xúc động khi Trinh Nhi Phương Trinh tái hiện lại hình ảnh Phi Nhung để trình diễn cùng Mạnh Quỳnh. Cụ thể trong show diễn Paris By Night, Mạnh Quỳnh và Trinh Nhi Phương Trinh đã có một tiết mục kết hợp mang tên Lý Con Sáo Bạc Liêu. Điều ca sĩ ở màn trình diễn này là nữ ca sĩ hóa thân thành Phi Nhung và đứng phía sau tấm rèm để tạo thành một chiếc bóng. Từ hình ảnh, kiểu tóc đến điệu bộ đều giống hệt ca Thương Lắm Mình Ơi. Thậm chí, giọng hát cũng là bản thu âm của Phi Nhung trước khi qua đời. Ngay khi giọng ca của người tình âm nhạc cất lên, Mạnh Quỳnh đã bật khóc. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và cố nén xúc động để tiếp tục phần biểu diễn. Đến gần cuối tiết mục, khi hình ảnh của Phi Nhung hiện rõ trên sân khấu, nam ca sĩ dường như không thể kìm được nước mắt. Mạnh Quỳnh nhanh chóng cúi chào và cúi mặt di chuyển vào nhanh hậu trường. Chứng kiến khoảnh khắc thất thần của giọng ca căn nhà màu tím, khán giả không khỏi xót xa. Một số tài khoản bình luận, khi Mạnh Quỳnh cất tiếng hát, mà lòng tôi nhói đau, thắt cả con tim và thêm tiếng hát Phi Nhung. Vang lên thì tôi trào nước mắt, nhìn Mạnh Quỳnh khóc mà mình không kìm được lòng. Mỗi bài hát cuối cùng đưa tiễn chị Phi Nhung về thế giới bên kia, nghe mà đau lòng quá, thương Mạnh Quỳnh quá, hát trong nước mắt. Theo phía nhà sản xuất chia sẻ, sản phẩm này không chỉ là đơn thuần là một tiết mục biểu diễn, mà là món quà dành tặng cho cố nghệ sĩ Phi Nhung. Đồng thời, họ cũng mong muốn người hâm mộ của cô có thể được nhìn thấy thần tượng của mình một lần nữa trên sân khấu. Trước đó, khi tham gia ghi hình tiết mục này, nữ ca sĩ Trinh Nhi Phương Trinh cũng có một bài chia sẻ khá dài về vai diễn lần này. Bạn thân của Phi Nhung cho biết, sau khi nghe ý kiến về tiết mục, cô nhanh chóng đồng ý và nhiệt tình tham gia. Phi Nhung và Mạnh Quỳnh là cặp song ca hải ngoại nổi tiếng suốt 20 năm qua. Họ không chỉ là đồng nghiệp, cả hai còn là những người bạn thân thiết. Cả hai tìm hiểu nhau từ sân khấu đến ngoài đời. Phi Nhung từng nói với Mạnh Quỳnh chính là người tình không bao giờ yêu và người chồng không bao giờ cưới. Chính vì thế, với Mạnh Quỳnh, sự ra đi của Phi Nhung là một sự mất mát không thể bù đắp. Nhớ lại. Right here.